2. Đây là cơ hội phản công dành cho U19 Thái Lan. 3-0 rồi. Và ghi bàn của Rithidet. Và đây có lẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng của U19 Việt Nam trong trận đấu này. Người kiến tạo cơ hội đó là Anon. Và một pha sút chìm hiểm hóc của Rithidet đã giúp cho U19 Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0. Cú dứt điểm không căng nhưng lại rất hiểm của Rithidet.